비추고 quần jeans Levi's. Đường chỉ ở túi sau, nhãn tên thương hiệu và nhãn da. Đường chỉ khâu tam giác có hình giống cánh hải âu là điểm đặc biệt thường thấy của quần jeans Levi's. Trừ một vài bản giới hạn đặc biệt mới có đường chỉ dạng khác. Dòng chữ Levi's trên nhãn hiệu sẽ được viết với chữ E thường. Nếu được viết bằng E in thì đó là sản phẩm siêu hiếm hoặc bạn đang mặc quần giả rồi đấy. Số series in trên nhãn da của quần cũng được in trong phần mắt bên trong đai quần. Nút quần được làm bằng kim loại, phần mặt trên được khắc tên thương hiệu, mặt dưới được khắc số series. Áo cá sấu Lacoste. Nút áo có màu sắc đa dạng vì chúng được làm từ vỏ ngọc trai. Nút hơi phẳng và nhô lên ở giữa, nút chỉ có hai lỗ và không có chữ bên trên. Nhãn hiệu luôn là chú cá sấu mang phong cách cổ điển, được thêu riêng và đính lên áo. Vị trí của nó nằm về phía bên trái của hàng nút và hơi thấp xuống. Phần biểu tượng cá sấu thường rất dễ nhận biết do những chiếc áo giả thường có biểu tượng cá sấu cao hơn. Ở áo dành cho nam thì phần vai áo được thiết kế hơi nâng lên, còn dành cho nữ thì không có. Đồ bơi Victoria's Secret. Đồ bơi của hãng luôn được làm từ vải đôi có hai lớp. Bạn có thể dễ dàng kéo hai lớp vải ra để kiểm tra. Đồ bơi của Victoria's Secret có 5 size là XS, S, M, L và XL. Ở các mẫu nhái thường chỉ có các size S, M và L. Nhãn hiệu thường có màu hồng, đen, trắng hoặc trong suốt. Các nước gia công thường là Trung Quốc hoặc Sri Lanka. Đồng hồ Rolex. Mặt kính đồng hồ được làm từ kính sapphire. Nếu bạn nhỏ một giọt nước lên mặt đồng hồ, chúng vẫn giữ nguyên hình dạng giọt nước giống như trên lá sen vậy. Phần lịch hơi nhô lên một chút, có một vương miện nhỏ trên mặt đồng hồ gần vị trí số 6, có trong tất cả các mẫu đồng hồ từ năm 2002. Kim dây của đồng hồ Rolex chạy rất trơn tru, không bị ảnh hưởng hay rung lắc dù bạn có hoạt động mạnh hay chạy nhảy cỡ nào. Dù bạn có cố cũng không hề nghe thấy tiếng tích tắc khi kim chạy. Màu sau của đồng hồ thường trong suốt và được khắc số series cẩn thận ở phần kim loại. Mắt kính Ray-Ban. Vỏ đựng được làm bằng vải da và có các đặc điểm. Chạm vào sẽ cảm nhận được lớp vải da gồ ghề, không phẳng và có biểu tượng của Ray-Ban trên nút của vỏ. Trên vỏ cũng có một logo Ray-Ban 2. Phần mặt trước có vẻ khá thô, nhưng phần mặt sau thì mềm hơn. Bên trong vỏ được phủ vải nhung màu đen. Trong kính bên trái được khắc nhãn hiệu Ray-Ban lên, không thể xóa bỏ. Còn bên phải thì được khắc laser, có thể dễ dàng nhận thấy. Trên gọng kính bên trái có khắc dãy số series bắt đầu bằng RB. Nó cũng chứa các thông tin như màu sắc của kính, mức độ là mờ, đường kính của trong. Còn phía gọng phải thì là tên mẫu sản phẩm, chữ cái đánh dấu nhà máy sản xuất và nhãn an toàn tiêu chuẩn châu Âu. Giày Converse. Đế giày không thấp quá 3cm, gót giày mang dòng chữ All Star với ngôi sao chính giữa. Phần tát bên trong lưỡi gà thường được khâu nổi lên, sờ vào bạn có thể cảm nhận được. Đối với hàng giả, chúng chỉ được may phần tát vào một cách phẳng phiu. Phần trên tát được khâu hai đường chỉ to rõ ràng. Tát bao gồm một dãy gồm 6 số series. Giày thể thao Air Max. Giày chính hãng sẽ có lớp đệm khí bên dưới lớp vỏ trong suốt. Để kiểm tra đệm khí, hãy nhấn mạnh vào phần vỏ. Hàng xịn thì sẽ rất khó nhấn vào và phần đệm khí sẽ trở lại hình dạng cũ ngay lập tức. Sau năm 2008, thì tát giày được ép nhiệt với 6 số series và mã màu gồm 3 số. Đế giày được làm từ cao su chất lượng cao với màu hơi mờ. Giày cao gót Christian Louboutin. Khi để lên mặt phẳng, phần ngón chân và phần guốc giày sẽ cùng chạm đất. Chân của bạn sẽ sát với mặt đất, không tạo cảm giác khập khiễng. Gót giày không quá cao và có những đường cong rõ rệt.
Điều này làm nên thương hiệu của giày Christian Louboutin. Vải ở các phần chính của giày và guốc giống nhau. Đế giày luôn được bao phủ toàn bộ bằng màu đỏ sáng. Bên dưới in tên nhãn hiệu và xuất xứ rõ ràng Christian Louboutin, Made in Italy, cùng kích thước của giày. Một vài mẫu sẽ được in thêm dòng chữ Vero Cuoio và đặc biệt phần Christian Louboutin luôn được dập nổi. Giày cao gót Christian Louboutin luôn đơn giản như vậy, sẽ không có bất kỳ tem hay ký hiệu nào khác. Tai nghe Apple Earbuds. Trọng lượng của tai nghe cùng hộp đựng là khoảng 50g. Tai nghe Earbuds chính hãng luôn nhìn rất hoàn hảo và không có các mảnh vụn nhựa do tháo từ khuôn nhà máy. Phần bao nắp loa được làm bằng kim loại thay vì nhựa ở các sản phẩm nhái. Mang theo cân xách tay mini khi đi chợ. Để có thể giải quyết triệt để tình trạng gian lận khi cân hàng, thì những chiếc cân mini xách tay chính là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho bạn. Với chiếc cân nhỏ nhẹ và vô cùng tiện lợi, bạn sẽ có thể tránh việc bị ăn gian khi mua hàng. Hơn thế nữa, bạn sẽ thực sự bất ngờ khi đây chính là một biện pháp tiết giảm chi tiêu trong thời buổi kinh tế khó khăn này đấy. Chiếc cân tay này vô cùng nhỏ gọn nên bạn có thể đem theo trong túi xách, giỏ đựng đồ khi đi chợ. Những chiếc cân xách tay hiện nay có những mẫu mã rất đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cũng như chức năng giúp sự lựa chọn của bạn thêm phong phú. Cân thường được thiết kế rất tinh tế, gọn nhẹ và phù hợp để cầm tay, vì thế nó là một sản phẩm rất hữu ích cho các bà nội trợ khi đi mua thực phẩm, rau củ tại các chợ. Dùng chai nước để thử cân. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng chai nước 500ml, tương đương 500g, 0,5kg để cân đối chứng nếu nghi ngờ cửa hàng nào đó gian lận. Dựa vào trọng lượng cân chai nước mà bạn có thể biết cân của người bán hàng sai lệch bao nhiêu gram để từ đó có thể mua được số lượng ký chính xác với số tiền mà mình phải bỏ ra. Cách dùng chai nước khoáng là một cách rất tiện lợi đấy. Không những cân đúng cân nặng mà khi cần bạn có thể uống cho đỡ khát nữa. Cân sẵn một đồ dùng cá nhân luôn mang theo người. Nếu không có sẵn chai nước trong người thì bạn cũng có thể cân sẵn một vài đồ vật liền thân như chùm chìa khóa xe, mũ bảo hiểm hoặc điện thoại di động để có căn cứ so sánh với cân của người bán hàng. Dựa trên trọng lượng của đồ vật cân sẵn từ nhà, người tiêu dùng có thể biết được cân của người bán hàng là chuẩn hay sai lệch, tránh bị tình trạng móc túi khi đi chợ. Cân lại bằng cân của ban quản lý. Hiện nay để tránh tình trạng gian lận khi bán hàng, mỗi chợ đều có quầy đặt cân chuẩn, phục vụ cân lại cho người mua hàng. Vì thế nếu bạn cảm thấy hàng hóa của mình có vấn đề thì hoàn toàn có thể vào khu vực cân thử lại. Nếu số lượng ký không chính xác với số mà người bán hàng bán cho bạn, bạn có thể tìm gặp ban quản lý chợ để khiếu nại và sẽ được giải quyết ngay lập tức. Rót bớt nước trên thực phẩm rồi mới cân. Khi mua rau, bạn thường thấy người bán hàng hay tưới nước lên rau hay nhúng bó rau vào cả xô nước. Ai cũng tưởng làm vậy để giúp rau luôn tươi và không bị héo. Nhưng thật ra, việc này để rau ngấm nước nhiều và nặng hơn. Do đó khi cân sẽ gian lận về cân nặng. Vì vậy, bạn hãy chú ý điểm này khi đi chợ nhé. Mua hàng trong siêu thị Bách Hóa. Biện pháp an toàn nhất cũng như đơn giản nhất chính là vào siêu thị mua hàng. Hàng hóa trong siêu thị đều được kiểm duyệt để tránh hàng giả, hàng kém chất lượng. Chúng đều có nguồn gốc và xuất xứ rõ ràng. Giá cả luôn được niêm yết trên từng loại sản phẩm. Bạn chẳng phải sợ bị chặt chém cũng như cân thiếu, cân nặng. Dù là hơi mất thời gian và có thể đắt hơn bên ngoài một chút, nhưng bù lại bạn không phải lo lắng bị cân điêu khi mua hàng.